Đây là dục cái xuống giọng đi. Đang lên tiếp 80 bộ cho anh em nha. Này là cốt mò nhông nhỏ đây. Bào. Lên tôi lại cho anh em 80 bộ anh em. Bây giờ đợi hơi lâu rồi thông cảm nha. Thôi đang làm đây, đang đồ chắc đồ con nghỉ xuống nè. Này, lô này vừa làm xong rồi, chuẩn bị đóng mặt đạn giao. Đây là cốt cả nhà nha. Cốt ngang. Ông chỉ. Lô này vừa làm xong. Sáng mai giao. Đang là lên tiếp mà. Cũng tự. Lấy tim hết rồi. Ở đó 80 bộ sao đó, 80 á. 80 con lăng ngang. Này con lăng móc lỗ sao móc hết rồi. Cốt chạy răng. Hai đầu cho anh em. Này phun. Anh em cứ cần tờ liên hệ Nghĩa Bình Phước nha. 0978994833. Giao hàng toàn quốc. Xuống phụ tờ nè. Chuẩn bị lên tiếp lô mới cho anh em nha. Cảm ơn anh em đã tin tưởng ủng hộ. Nhà nhớ đăng ký kênh, ủng hộ kênh nha luôn nha. Mình chia sẻ video mới nhất về tờ hiệu lực. Chào tạm biệt. Địa chỉ số điện thoại của em phụ tùng cửa giấy Gia Khang, số điện thoại của Nghĩa Bình Phước. Ok, chào cả nhà.